xin kính chào quý vị khán giả của VNTV và sau đây xin mời quý vị theo dõi một vài bản tin vắn trong ngày. Thưa quý vị, trước hết là một bản tin từ California. Sĩ quan cảnh sát tuần tra California bị tông chết trên xa lộ vào đêm Giáng sinh. Các quan chức cho biết một viên cảnh sát tuần tra đường bộ ở California đã bị một người lái xe say rượu tông chết vào khoảng 11 giờ 20 phút đêm Giáng sinh. Sĩ quan Andrew Camilleri, 33 tuổi, ngồi trên chiếc hành khách của chiếc xe tuần tra đang đổ trên xa lộ San Francisco Bay Area khi vụ tai nạn xảy ra. Camilleri được đưa đến bệnh viện St. Rose ở Hayward và được xác định là đã chết. Trong cùng vụ việc kể trên, còn có nhiều sĩ quan khác cũng ngồi trên ghế lái và bị thương nhẹ. Cảnh sát tuần tra California cho biết người lái xe gây ra vụ tai nạn đã 22 tuổi và là nguyên nhân vụ việc có thể là do say rượu hoặc cần xa. Camillary chỉ mới tham gia vào lực lượng tuần tra đường bộ California vào ngày 27 tháng 8 năm 2016. Anh ấy đã bỏ lại một người vợ và ba đứa con đang mong anh trở về để mở quà Giáng sinh. Bàn giám đốc của một trường tiểu học ở Oklahoma đang bị kiện bởi 15 bé gái, nói rằng đã bị làm nhục bởi phụ tá của giáo viên. Vụ kiện được đệ trình lên tòa án liên bang hôm thứ Sáu ở Oklahoma City cáo buộc học khu Perry và hội đồng nhà trường đã không bảo vệ các học sinh tiểu học khỏi bị cưỡng hiếp bởi Arno Cohen, 86 tuổi. Cohen đã không nhận tội với 19 cáo buộc tội hình sự tấn công tình dục hoặc khiếm nhã với một đứa trẻ dưới 16 tuổi. Các cáo buộc cho rằng Cohen đã có một đề nghị không đứng đắn và một hành động khiêu dâm trẻ em. Cựu hiệu trưởng Kenda Miller và cựu giáo viên Jeffrey Sullen, phải đối mặt với các cáo buộc vì không báo cáo những hành vi ngược đãi trẻ em. Sulin đã không nhận tội trong khi Mueller yêu cầu bác bỏ các cáo buộc đối với mình. Tin từ Colorado, bé gái 12 tuổi ở Colorado sáng chế thiết bị để phát hiện ra trì trong nước. Một bé gái 12 tuổi tài năng đang nhận được sự chú ý của cả tiểu bang vì những đóng góp cho khoa học Chinazari Rao cho biết trong bài thuyết trình của mình cho Young Scientist Challenge, thí nghiệm khoa học trẻ rằng hình ảnh sống hàng ngày và uống nước bị nhiễm bệnh với các chất nguy hiểm như trì đã thúc đẩy cô bé chế tạo một thiết bị để sử dụng nhanh, chính xác, sách tay và tiết kiệm chi phí để phát hiện ra trì trong nước. Phát minh của cô đã giành được sự chú ý. Cô nói rằng cô đã theo đuổi sáng chế trong khoảng 2 năm vì một vấn đề thực tế quan trọng là chất lượng nước tại Flint thuộc tiểu bang Michigan đã có gần 100.000 người đã uống nước bị nhiễm trì trong khoảng thời gian hơn một năm. Thay vì phải mất thời gian để gửi mẫu nước đến phòng thí nghiệm để kiểm tra, thì bây giờ với thiết bị này, trì sẽ được phát hiện chỉ sau vài giây sử dụng các phân tử carbon cùng với sự ứng dụng di động. Giáo viên Shimi Basu nói rằng, cô là một trong số nhiều người yêu khoa học ở trường, nhưng là một trong số ít đã biến ý tưởng thành một phát minh. Chitazari là một người liều lĩnh không sợ thất bại và sẽ đưa thiết bị ra thị trường khi nhận được sự giúp đỡ của các giáo viên. Tin từ Ohio, một người đàn ông đã mang quà tặng đã đến thăm nhà tù ở Ohio vào đêm Giáng sinh, nhưng đó không phải là ông già Noel. Cảnh sát tuần tra tiểu bang Ohio cho biết một người đàn ông đã tiếp cận nhà tù Richland, correctional vào khoảng 9 giờ sáng chủ nhật và cố ném 4 gói thuốc lá, điện thoại di động và cần sa qua hàng rào, các sĩ quan đã kịp thời bắt giữ Avery Ingram 21 tuổi. Ngay sau đó, và Ingram hiện phải đối mặt với những cáo buộc vận chuyển bất hợp pháp ma túy, vận chuyển bất hợp pháp thiết bị điện tử và xâm phạm cơ sở của nhà nước. Úc viện trợ 40.000 đô la để giúp Việt Nam khắc phục hậu quả của bão Damrey. Tòa đại sứ Úc tại Việt Nam mới đây đã công bố khoản viện trợ trị giá 400.000 đô la Úc để giúp Việt Nam trong việc khắc phục hậu quả do cơn bão Demri gây ra. Phía Úc cũng sẽ làm việc với tổ chức Care International tại Việt Nam để trợ giúp khoảng 8.000 người bị ảnh hưởng bởi cơn bão Demri và các trận lụt tại hai tỉnh là Quảng Nam và Thừa Thiên Huế. Dự án được phía Úc tài trợ sẽ giúp người dân bị thiệt hại có thể sửa chữa nhà cửa, khôi phục sinh kế, bảo đảm thu nhập của gia đình sau thiên tai. Được biết, cơn bão Demri đã đổ bộ vào miền Trung Việt Nam vào ngày 4 tháng 11, đúng vào dịp hội nghị thượng đỉnh APEC diễn ra tại Đà Nẵng. Cơn bão này đã gây ra mưa lớn, gió mạnh, ảnh hưởng đến 15 tỉnh thuộc vùng ven biển miền Trung và Tây Nguyên. Ảnh hưởng của cơn bão này đã khiến 107 người thiệt mạng, 16 người vẫn còn mất tích, gần 3.500 ngôi nhà bị sập và 138.000 ngôi nhà bị hư hỏng. Theo ước tính, cơn bão Damrey đã gây ra thiệt hại gần 1 tỷ đô la ở Việt Nam. Tin Việt Nam, trong vòng 10 năm qua, nhà nước Việt Nam đã buộc người sử dụng xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm. Đến nay, thì chiếc mũ bảo hiểm đã trở thành biểu tượng của xã hội Việt Nam khi xe gắn máy đã chiếm đến 95% số lượng các phương tiện giao thông. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết tai nạn giao thông ở Việt Nam là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, cao thứ hai khu vực Đông Nam Á. Một ước tính khác cho thấy sẽ có thêm 15.000 người chết trong các vụ tai nạn giao thông ở Việt Nam nếu không có luật đội mũ bảo hiểm. Đến nay hơn 90% người đi xe gắn máy đã đội mũ bảo hiểm. Tuy nhiên, ông Phạm Văn Cương, giám đốc quỹ Ngăn ngừa thương tật châu Á cho biết, rất nhiều người Việt Nam đang đội mũ bảo hiểm cũ và giả. Thống kê cho thấy 80% mũ bảo hiểm không hữu hiệu và không an toàn chiếc mũ bảo hiểm dành cho trẻ em được bán ra cũng chỉ làm bằng lớp nhựa và có tác dụng không tốt cho cổ của trẻ em. Mặc dù cả người lớn cũng đội mũ bảo hiểm, nhưng xem ra chiếc mũ này chỉ nhằm mục đích là để cho công an không phạt chứ không có tác dụng bảo vệ. Quý vị vừa theo dõi một vài bản tin văn trong ngày, cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn.